Hôm nay mình ra giăng lưới đây nha các bạn. Dưới kia có hai ba người chạy dưới các bạn. Cái mưa này dài lắm các bạn. Hai bên rừng không các bạn ơi, rừng thưa. Bên đây phía bên này, phía bên này rừng thưa nè. Mình giăng dưới này các bạn, mình mới thả lưới xuống ra. Sâu lắm các bạn. Lúc đầu các bạn mình thả không có thả qua thả lại nha các bạn, tại sâu. Mình thả có nửa mương các bạn ơi. Ở giữa nó sâu. Cát không các bạn, nó múc lên nè. Cát trắng luôn các bạn. Nó múc lên con đường nè các bạn. Nó làm một đường này nè các bạn. Bên đây rừng nè các bạn. Bên đây rừng dày hơn bên phía bên này kia. Bên dưới rừng còn dày luôn các bạn. Cây trứng cá các bạn. Cây trứng cá rừng này các bạn. Chứ không phải là cây trứng cá nhà đâu nha các bạn. Trứng cá rừng. Nó giống ngay trứng cá nhà chứ các bạn ơi. Đổ mấy miếng bê tông này để nó làm cái cống đó các bạn. Cái cống nó làm dưới kia kìa. Đây con đường này sau này nó đổ nhựa luôn á các bạn. Cái này nó mới ủi lên, ủi cái mương lên đắp thành cái đường thôi các bạn. Thì chưa có làm đâu. Nè, các bạn thấy cát không? Làm cái cống này các bạn. Sâu lắm ha các bạn. Lúc đầu á, ở giữa nó lúc đầu á, mình đâu có lội qua lội lại được các bạn. Mình giăng có một bên nữa các bạn. Tới ngực á. Thôi ngâm nó một chút rồi một chút có cuốn lên cho các bạn coi. Okay. Các bạn ơi, mình mới cuốn tờ lưới dưới nè các bạn. Cá sặc, cá phi, cá sặc nè các bạn, cá phi nè,
phi nè. Có cá đối nữa các bạn. Cá rô nữa các bạn, cá rô bự nữa các bạn. Mương này giờ nó làm dữ lắm các bạn ơi. Nó chài rồi nó lưới rồi nhiều lắm các bạn. Nhiều người làm lắm các bạn. Bực cát rồi các bạn. Cao ghê không các bạn thấy không? Cao lắm, cái đường ở trên cao lắm các bạn. Cho nên tháng mưa nó lúc đầu luôn các bạn. Cái tháng này mà nó còn có chỗ lúc đầu các bạn. Cho nên tháng mưa lớn lắm các bạn. Các bạn thấy cái dách nó không? Sâu lắm các bạn ơi. Thôi về các bạn ơi. Đủ ăn rồi các bạn.